Tình hình các rep đào pi của các bạn như thế nào rồi? Đây, còn với mình, rep đào pi của mình, với những ai là rep đào pi ở thời gian đầu khi mà tham gia dự án pi với mình thì các bạn xem, thì cái số lượng người hiện tại đang khai thác thì khá là thấp. Đấy, tỷ lệ những người rep đào mới thì khả năng các bạn sẽ được xem ở phía dưới. Thì đây mình kéo xuống dưới cho các bạn xem. Thì họ, những người mà tham gia dự án đào pi với cái mã mời của mình mới này, thì họ tích cực tham gia khai thác hơn với những cái nhóm người mà tham gia dự án đào pi từ lâu. Đó, các bạn thấy, chứng tỏ là những người mới thì họ vẫn tích cực hơn là những người cũ. Tình hình, đấy các bạn xem, tình hình đào pi của các rep đào của các bạn như thế nào, có giống mình hay không? Các rep đào pi của các bạn thời gian trước liệu có tích cực hơn các rep đào pi của mình ở thời gian trước hay không? Các bạn hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận để chúng mình cùng trao đổi, so sánh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo của kênh Invest TV.